kiểu đồ gì ạ? Tâm kính thành nguyện lòng kính xin để tân tạo linh từ tố hảo nghiêm trang. Hôm nay được cô mẫu ngài thương thiên đình ngài độ cho phép chúng con trên trần cung linh thánh tượng lai kính lễ nhất tâm. Nay họ đặng con người dương thế sắp hệ đế đỉnh căn cao số tạo của mẫu ngài thương thiên đình ngài độ ban giao trao tặng cho phúc lộc Phật thánh. Ơn nhờ ngài hôm nay xin nguyện lòng đồ đội lệnh bệnh làm tôi ở cửa đình thần tam tứ phủ có được như ngày hôm nay là ơn thánh. Sau nữa vô mẫu ngài thương chúa trời ngài độ ban khen ban thưởng cho họ đạo con thông phán chỉ truyền cho trần thế chúng con biết đường mà lộ kết nối để xin tôn kính Phật thánh tại bản đền. Nay nguyện tâm kính thành nguyện lòng kính xin để bắt kế mẫu ngồi làm ngôi các giá mượn đầu làm ngai hai vai làm kiệu với bỏ chúng con xin phúc lộc Phật thánh để ngài ơn ngài để ngài thương con ngài cho phép trần thế chúng con xin phúc lộc của ngài. Con nam mô A Di Đà Phật, xin mời về ngài. Con xin phép thầy ạ, xin phép lãnh đạo tỉnh rất là vừa, xin phép chị ạ, xin phép cung văn. Dạ. Thiên thượng đệ tử thiên thành nhiệt tại kim lô không phải khắc tân huân tức biên mang thập phương
chúa tiền trung vương son ra có lên là chuyên gia tức ông có lên chuyên gia quan quân thủy bộ cùng là chư dinh ô bình đáo phạm nam thành đáo phạm nam thành quân ô bình đáo phạm nam thành đánh đông dẹp bắc người tung hoành hoành mọi nơi thank you.
sai triệt nhân tha bút phê sai cảm phiền chư tướng về đáo lai hồ trì tả sai binh bộ binh tù thiên binh văn mã hằng hà kéo xa lệnh truyền sư đội vạn cơ bây giờ ngài sắp sang anh lên trước là bảo hộ dân dân tình văn văn sớm dẫn lên lúc ông về tổng đôi chép biên danh danh phi cho nhị thị tràng sinh rừng lá sơ hồng trần gian con về rừng lá sơ hồng để trước công đồng Phật thanh chứng minh hôm nay dâng sơ tấu trình khám xét bản đền người về khám xét bản đền khai quang xong nhã thấp cờ diệu quang miên chiếu từ trung ngã tứ tàng cung gian kim phụ hoàng thần vật thánh chúa tiên trung cư Phật thánh tiên chúa loàn ra tứ đạn
Thiên nơi tam tư phủ dân nơi trần triều cầu ăn bạc mệnh đảng hiệp tống hành chữ thai dước thánh hoàn công khai gần sự thỉnh tiễn lễ trai liệt cầu bình an gia đạo hành thông quốc thái dân an gia sự hành thông nguyện chỉ toàn gia tin đệ tử phạm nhị thanh cha thập độc huế trung đệ đỗ đức duy ngũ thập huế trung đệ quang hải ngũ thập thất huế tiêm nhị phượng chúng đệ tử lê minh đức hà văn nhi giấy đồng chúng đệ tử nhật nhật tử tôn đa phát canh ra môn hưng thịnh phúc cưng lâm tứ thời vô tiểu hạn chiêu bát tiết tiểu trinh thường chi khánh thần cung thỉnh trần triều hiển khánh quốc công tiết chế nhân vương đạp đại vương ngọc bệ hà thần cung thỉnh trần triều khải thánh vương phụ vương mẫu nhị vị đường tông thanh tiền ngọc bệ hà trần cung thỉnh trần triều vương tử vương nữ vương tế vương tôn khối vị đại vương phò mã đức công cung vi hoàng ngọc nguyên tử quốc mẫu thiên thành công chúa quyền thanh công chúa đại hoàng công chúa nam tào bắc đẩu giá phước nhất kiêu già cần già tướng văn võ ba quan hạ ban ngũ lôi thiên tương ngũ hổ đại thần nhất thiết linh thị tầm thanh trung quân phụ toàn gia các tín đệ tử nhật nhật tử tôn đa cát cánh ra môn hưng thịnh phúc khương năm tứ thời vô tiểu hạn chiêu bát tiết tiểu trinh tường chi khánh cầu chi nghĩ huyện đắc đắc tâm tuế tư kỷ hợi niên đông thiên thập nhị việt nhị thập tứ nhật thần khấu đầu hòa nam thượng tâu ạ à. Ngày hôm nay ngày đại trọng giờ này là chí thiết lòng thầy sửa đàn chay lễ mặn à, lễ mặn tâm thành à, cung nghinh thánh à, rước ngài hoàn cung à, ngày nay đức ông à, gọi ta bàn tài thiết lộc cho lãnh đạo tỉnh à, lãnh đạo huyện à, lãnh đạo xã à, các ban ngành à, ban khen ban thưởng cho tâm của phượng à, họ ngũ à, nhất nhất tâm của đức ông ta à. Long vân vân tao
phúc sinh xuất hiện Nam Ba. Tường vân ai đại lưu quang hoàng thiên tích tích bệnh thân bái tâu quy đệ tử con, con bái tâu quy đệ